Ok, rồi. Trước mặt anh em đây là một cái củ sạc Mophie 67W. Thì cái củ này là một cái thương hiệu của Mỹ. Đấy, thương hiệu của Mỹ và được bán ở trong Apple Store. Thì các bạn có thể thấy và hiểu được rằng là những cái phụ kiện gì ấy mà được bán trong Apple Store thì có nghĩa là cái chất lượng nó phải được như thế nào. Và hãng phải kết hợp với cả Apple như thế nào thì nó mới có một cái hợp đồng mà nó có thể được bán được các cái phụ kiện này ở trong cái Apple Store nhá. Đấy. Thì cái củ sạc Mophie 67W đua Type-C này có hai cổng Type-C. Đây có hai cổng Type-C. Khi mà các anh em cắm độc lập thì nó sẽ là 67W riêng cho hai cổng. Và khi anh em cắm hai thiết bị một lúc vào đây thì là cái cổng đằng bên dưới này nó sẽ là 45W, cổng trên này sẽ là 20W. Đấy. Chưa? Đấy, đây là cái profile của cụ sạc Mophie 67W. Profile sẽ là 5V 3A. 5V 3A, 9V 3A, 12, 15, 20 đấy. Thì củ sạc này thì nó chỉ có hai cái tiêu chuẩn sạc cố định, đó là PD và PPS, thì sẽ sạc cho các thiết bị của Apple tương thích tất cả. Và thứ hai là PPS thì dành cho các thiết bị Samsung nhé, có chuẩn chuẩn PPS. Thì Mophie này nó có PPS max là 25W. Đấy, 25W max cho Samsung. Củ sạc thì build bằng nhựa nhám như vậy, cầm rất là xuống tay. Khi bạn cầm cái con củ sạc ở trên tay ấy, thì các bạn thấy là cái chất lượng build của nó thì thực sự là không có gì để nói, thì nó không có một cái điểm trừ gì về cái thiết kế chất lượng hoàn thiện bên ngoài cả. Các cổng đầu cắm các thứ là thẳng tăm tắp luôn, nó không có lệch gì. Kiểu như nhiều khi ở một vài củ sạc ấy, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy là cái ví dụ thôi nhé, ví dụ cái chân chân A hoặc là chân C này thì kiểu nó không làm thẳng được ấy, nó không làm thẳng được ấy. Thì đấy là những cái củ sạc giá rẻ, còn đây là Mophie hàng cao cấp. Đây thì các bạn nhìn mọi thứ nó hoàn thiện cực kỳ là sắc sảo, đẳng cấp luôn. Là chân gập Mỹ Mỹ thì nó sẽ có lỗ và dẹt gập như vậy, còn đâu mà không có lỗ thì là sẽ là Trung Quốc nhé, là bản thị trường Trung Quốc. Đấy thì cái cục sạc này thì anh em có thể tìm hiểu trên mạng, vì có rất nhiều các cái bài teardown ra rồi. Thì linh kiện bên trong hoàn thiện cực kỳ là cao cấp, và khi mà đo bằng các cái máy chuyên dụng ấy thì nó cho ra cái công suất tối đa cũng khá là tốt, lên đến là 65W, không được 67W nhưng mà lên đến 65W. Và thứ hai nữa là củ sạc này nó cho ra cái hiệu thế dòng điện các thứ là rất là ổn định, nó cái độ nhiễu dòng điện thì nó cực kỳ là thấp. Đấy, mình thì mình không có những cái máy đo chuyên dụng, tuy nhiên là mình có thể cung cấp các thông tin của các bạn, cho các bạn có thể là tham khảo. Đấy, trên này thì toàn là các chứng chỉ cao cấp thôi, xuất châu Âu, các xuất Mỹ các kiểu. Đấy, Mophie 67W chưa. Thì sau một thời gian mình sử dụng cái củ Mophie 67W này, mình sạc cho cái laptop của mình, nó cũng ăn 65W. Thì mình sạc cái củ này thì mình thấy rằng là trong mình dùng rất là nhiều các loại củ sạc 65W rồi, 120W, 140W mình dùng hết rồi. Thì cái củ sạc này về nhiệt độ thì nó cũng giống như các cái củ sạc khác thôi. Nó cũng không thể nào mà nó quá là mát mẻ được. Đấy. Và
mình thấy là cái củ sạc này thì nó có vẻ là nó sẽ mát hơn những củ sạc khác một chút, bởi vì là cái một phần là chắc là cái build bên ngoài nó khá là to, một củ 65 67W như này là cũng khá là to nhé, nó không quá là gọn gàng đâu. Ví dụ như này, đây là một củ 65W thì cảm giác là nó sẽ nhỏ hơn đúng không? Đấy, thì củ 67W này thì nó sẽ như này, thì nó sẽ thoát được cái nhiệt độ ra bên ngoài nhiều hơn. Anh em đừng hiểu nhầm, nghĩa là khi mà anh em dùng củ sạc đúng không, thì cái nhiệt độ ấy, nó không phản ánh lên được tất cả đâu. Vì như ví dụ nhá, như những cái củ sạc mà nó thoát nhiệt tốt ấy, nó tản nhiệt tốt ấy, thì khi anh em sạc đúng không, thì nó tản nhiệt hết ra bên ngoài rồi. Khi mà nó tản nhiệt tốt ra bên ngoài được rồi ấy, thì cái linh kiện bên trong của nó sẽ được bền bỉ hơn. Đấy, anh em phải lưu ý một điều đấy nhé, cái nhiệt độ nó không quyết định được cái việc là củ sạc có cao cấp hay không, ok chưa? Đấy, tức là nó không đóng phần lớn quyết định về cái đấy, tuy nhiên là cũng có một vài các củ sạc cực kỳ là cao cấp, siêu cao cấp ấy, thì nó sẽ rất là mát thực sự. Đấy, nhưng mà ví dụ như những củ sạc như này ấy, thì nó thoát nhiệt ra bên ngoài, bề mặt thì rất là tốt, thì có nghĩa là cái linh kiện ở bên trong của nó, những các con tụ của nó thì nó không phải gánh đỡ các cái nhiệt độ cao, được chưa? Vì nó đã tản nhiệt hết ra bên ngoài này rồi. Thế có nghĩa là rất là ok. Đấy, một củ sạc cực kỳ là chất lượng, rồi là đẳng cấp. Và nó có rẻ đâu, nó rất là đắt đấy. Vì nó được bán trong Apple Store mà. Đây, đây là cái hộp đóng gói của nó. Hộp thì như vậy. Đấy. Hộp thì nó như thế này. Mình mua chính hãng cho nên là nó sẽ có tem tem phụ tiếng Việt và đầy đủ các cái series nhé. Đây là hộp của nó, thì thực sự là để có một củ sạc như này thì mình đã phải bỏ ra rất rất nhiều tiền so với các hãng khác. Ví dụ mà một củ 65W những các hãng khác thì mình mua đơn giản đấy, nó cũng chỉ tầm khoảng 200 300. Tuy nhiên Mophie này thì bạn phải bỏ ra đến tầm khoảng 5 lít, 500 nghìn. Còn nếu mà các bạn vào hẳn trong store mà các bạn mua thì nó rơi vào tầm 700 800 nghìn một cái củ như này. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái bảo hành lâu dài, thì bảo hành chính hãng các thứ thì nó 2 năm bảo hành cơ mà, cho nên là cái giá thì nó cũng là hợp lý thôi. Và thương hiệu là tin cậy, thì để sau này ví dụ các bạn muốn bán lại củ sạc này, hoặc là các bạn muốn cho nó đi đâu ấy, thì nó rất là dễ đúng không? Bởi vì là cái thương hiệu thì nó lớn rồi, ai chả biết thương hiệu này, bởi vì nó bán thì nó dễ, bán lại thì nó dễ. Đấy, ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Thì sắp tới mình sẽ có rất nhiều các cái video làm về các cái củ sạc, vì mình đang có rất nhiều các củ sạc đang chờ review và so sánh giá các thứ đây. Ok, cảm ơn anh em.